Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 25 tháng Chạp năm Bình Thân, tức là 25 Tết. Chỉ còn độ khoảng 4 đến 5 ngày nữa là Tết Nguyên Đán đã đến rồi. Và Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị hai bộ sập thập biểu quần mai bằng gỗ vụ, toàn bộ là hàng VIP, được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện oánh chi. Và trên màn hình quý vị đang thấy đây, chiếc gần nhất đây là của một khách hàng, đó là anh Hùng, anh ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Và còn một chiếc phía ngoài kia là một là của cũng của một anh khách hàng ở ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Nhưng mà anh khách hàng này là anh vẫn còn một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê bằng gỗ mun, chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện lốt. Và sau khi hoàn thiện xong bộ Minh Nghê bằng gỗ mun, chúng tôi sẽ bàn giao cùng lúc hai sản phẩm, một bộ bàn ghế Minh Nghê bằng gỗ mun và một chiếc sập thập điểu quần mai này cho gia đình anh khách hàng ở Chương Mỹ, Hà Nội. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai chiếc sập này. Đi vào đường nét chi tiết thì quý vị cũng thấy được ngay đâu, cái lối làm nó rất quen thuộc với lối làm của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi, đó là hàng oánh chi trần, oánh chi đỉnh cao luôn. Trước tiên chúng tôi giới thiệu chiếc của anh Hùng. Và anh Hùng là một khách hàng là rất quen thuộc và khách hàng thân thiện của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Anh đã mua rất nhiều đồ của chúng tôi. Đầu năm thì chúng tôi có bàn giao cho anh một bộ trường kỷ bằng gỗ lim, một chiếc tủ chè và một bộ cuốn thư câu đối và một chiếc ghế lười. Còn rất nhiều các sản phẩm tiếp theo. Và sau đây còn chiếc đây là chiếc sập thập biểu quần mai, chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện và vẫn chưa hoàn thiện xong. Bởi vì chúng tôi là cái lúc này là đang rất chi là bận rộn, hôm nay là 25 Tết rồi, chúng tôi cực kỳ là bận rộn nên chúng tôi chỉ quay qua một chút thôi để anh Hùng, anh đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, anh có thể thấy được cái sản phẩm Đồ Gỗ Thành Luân trong đang trong quá trình hoàn thiện. Một cái mặt này chúng tôi là chưa đánh bóng này, chưa đánh bóng nên là nó chưa đẹp này. Và cái phần dạ quây này chúng tôi là đánh bóng qua một chút rồi và còn rất nhiều lần oánh nữa thì mới đẹp được. Đi vào đường nét chi tiết thì chiếc sập của anh Hùng này, sập này là sập hàng khủng, cái dạ tiền này dày 14 phân và chân là chân 26. Chân 26 và dạ ngang này dày 11 phân. Cực kỳ là dày, hàng đẳng cấp luôn. Và cách đây ít hôm thì chúng tôi cũng có giao một chiếc khủng tương đương gần như này cho gia đình nhà Bắc Phương ở Thanh Hóa. Và đến ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục xong chiếc dạ tiền dày 14 phân và chân 26, dạ ngang dày 11 phân, toàn bộ là hàng cổ liền cho gia đình nhà anh Hùng ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Và quý vị cùng đi vào đường nét chi tiết. Đây, nó rất đẹp. Hôm nay là chúng tôi quay ở phía trong lán xưởng nên là nó hơi tối, nên cái ánh sáng nó không được thực tế. Thực sự nếu mà quý khách nào đã về Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi rồi thì để có thể nhìn thấy những cái sản phẩm chúng tôi đánh xi này, nó cực kỳ là đẹp. Nhìn bên ngoài nó là tuyệt vời, cực kỳ đẳng cấp. Và các cái lối làm theo đúng lối cổ truyền của ông cha Đồ Gỗ Thành Luân để lại, những cái kiểu đánh này nó không phải là ở đâu cũng làm được. Nó rất đẹp. Và đường nét đục chạm nó rất tinh xảo. Mà sập này là sập cổ liền. Và chân này là chân vuông 26 phân, toàn bộ là chân hộp, không có dập lứt gì cả. Và cái dạ ngang này cũng vậy, dạ ngang này rất dày. Đây đồng hồ thợ chúng tôi đang oánh bóng trước mặt sập này. Và quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng khủng, hàng đẳng cấp. Rất đẹp. Và phía này là một chiếc sập của khách hàng ở cũng ở Chương Mỹ đang được chúng tôi dần hoàn thiện. Trong clip này chúng tôi giới thiệu là hai chiếc sập thập biểu quần mai, toàn bộ là kích thước 1m8 x 2m2 và ván mặt là dày đậu 2 phân.
ván dày đậu 2 phân. Rất chi là dày, ván mặt là dày đậu 2 phân. Và phía này chúng tôi cũng vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế móc mỏ cho gia đình nhà anh Kiên ở Lục Lam, Bắc Giang. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.